Đây là một ngôi nhà 2 tầng được xây dựng ở một vách núi. Và điều đặc biệt là nằm ở một quốc lộ lớn nhé. Nga không hiểu lý do tại làm sao họ xây dựng lên một ngôi nhà 2 tầng rất là khang trang và rộng lớn, rất là đẹp, mà lại không có người ở. Có người thì không có nhà để ở, nhưng có người lại có nhà lại không ở. Vậy thì bây giờ Nga sẽ đi vào phía bên trong để cùng trải nghiệm, cùng khám phá cùng với toàn thể của chú anh chị, để xem là ở trong nhà có điều gì đặc biệt và có cái điều gì không mà tại sao họ xây lên mà họ lại không ở nhá. Bây giờ mời cả nhà nhá. Đường đi vào thì cây cối um tùm rậm rạp, bởi vì là lâu ngày không có người ở á. À, em sẽ cố gắng em dén em đi vào nhá. Nói thật là cỏ rậm quá, cỏ tốt quá. Ui dồi ôi, cỏ rậm rạp mà tốt quá này. Đây là đường đi lên ngôi nhà nhá. Tại sao lại có một cái thừng thằng nắng rơi xuống như này nhỉ? Tại sao lại có một cái thừng nhá? Thằng nắng rơi xuống. Em đã bước được lên trước cửa sân của ngôi nhà rồi cả nhà. Và trước cửa thì có hai cái cửa nhá, một bên là cửa sổ, một bên là cửa chính, và họ đã bịt. Tuy nhiên thì em thấy có một cái hổng kia để đi vào nhá. Vậy thì bây giờ em sẽ xin phép thần linh thổ địa, táo quân long mạch ở đây để cho em vào bên trong để em trải nghiệm khám phá bên trong nhé. Đây là cửa đây ạ. Cửa đây cả nhà ơi. Có lên vào không nhỉ? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con nạy các ngài ạ, con nạy thần linh thổ địa táo quân long mạch nhá. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một bàn thờ cả nhà ơi. Bàn thờ bát hương rất là tốt nhá. Đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một cái gác xếp, nhưng mà nhà 2 tầng nhưng mà lại không có cầu thang lên tầng 2, mà họ lại cắt bỏ cái cầu thang bên dưới rồi, thì có khả năng là em đoán là cầu thang bên ngoài, tí nữa em sẽ review bên ngoài sau nhá. Đây là ui sao gái ốc nó nổi lên thế nhỉ? Sao nó cứ rợn rợn nhỉ? Ui. Con này các ngài nhá, con không vào đây phá phách gì đâu ạ. À, con xin phép các ngài, con chỉ vào đây để khám phá một tí, con chào các ngài ạ. À, bây giờ con xin phép đi xuống dưới tầng bếp ở dưới ạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là cửa đi xuống bếp đây cả nhà. Cửa đi xuống bếp nhá. Đây là cửa đi xuống bếp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ui. Có cái gì để góc cửa ấy? Để góc bếp này. Đây, có cái gì để góc bếp đây cả nhà ơi. Cái gì đây? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đây là bệ bếp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đây là lối đi ra ngoài nhá. Lối đi ra ngoài ạ. Đây là lối đi ra ngoài ạ. Ở đây nó có một tảng đá nhá. Đấy, có một tảng đá. À, kia là nhà khép kín cả nhà ơi. Nhà khép kín vẫn còn mới nhá. Em nhìn thấy vẫn còn ống nước vẫn mới nhá. Đó. Và ở đây là trên nóc bếp đây là cũng trang trí cây cảnh rất là đẹp cả nhà. Nói chung là ở đây em thấy phong thủy rất là đẹp mà. Đó. Đây, phía bên đây là cái cầu thang để lên tầng 2 cả nhà. Lối đi lên trên tầng 2 thì rất là khó đi. Đây này, cây cối nó tùm nó mọc tốt lù ra. Nhưng mà em sẽ cố gắng em leo lên bên trên tầng 2 nhá cả nhà nhá. Em sẽ cố. Và cuối cùng em đã leo được lên tầng 2 rồi. Và đập vào mắt em thì ở bên đây là có một cái cây gọi là chắc cây vả hả? Đây là cây vả chứ không phải cây sung nhá. Đấy. Và bên cạnh thì là có một cái nhà khép kín bên cạnh. Đây là cửa đi vào tầng 2. Đấy, em đứng ở trên tầng 2 em review xuống dưới này. Và đây là tầng 2 của ngôi nhà. Trên đây thì họ cũng dọn dẹp hết rồi, không còn cái gì nữa. Và điều đặc biệt là em thấy là có người đã từng đến đây để nấu ăn ở đây nhá. Có vỏ trứng này, vỏ chai này. Rồi là máy nửa vứt đây này. Đó.
Và đặc biệt là đứng ở trên này nhìn xuống bên dưới rất là đẹp cả nhà nhé. Chúng ta nó quan sát được hết ở tất xung quanh ở bên dưới. Và phong cảnh núi rừng rất là đẹp. Đó. Và đây là em. Và bây giờ thì Nga xin chào toàn thể đại gia đình nhà mình nhé. Hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị ở những video sau. Nga xin khép lại video tại đây ạ.